Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 1 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam đoạt giải kỷ lục phạm tội tại Nhật Bản. Trong khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng luôn ôm ấp niềm tự hào, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày nay. Từ suốt hai nhiệm kỳ qua thì Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam vào hồi tháng 7 vừa qua đã thừa nhận Việt Nam hiện đang giữ vị trí số 1 về những số người cư trú bất hợp pháp, số thực tập sinh kỹ năng bỏ trốn và bắt giữ số các vụ vi phạm luật hình sự ở Nhật Bản lớn nhất. Cơ quan đại diện ngoại giao hàng đầu của Nhật Bản ở Việt Nam suốt thời gian qua thường xuyên phổ biến thông tin kêu gọi người Việt Nam sáng suốt để không bị vướng vào vòng lao lý tại Nhật Bản. Đây là hình ảnh chụp một tờ rơi đề nghị không bị vướng vào tội phạm do Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản dịch từ bản gốc do Tổ chức Quản lý Thực tập Kỹ năng Người nước ngoài của Nhật Bản ấn hành. Mới đây nhất vào ngày 21 tháng 8, trang mạng xã hội Facebook của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã đăng tải thông điệp gửi các bạn thực tập sinh kỹ năng Việt Nam đang thực tập tại Nhật Bản để không bị vướng vào tội phạm. Theo đó, Tổ chức Quản lý Thực tập Kỹ năng Người nước ngoài đã được cho xuất bản tờ rơi để tuyên truyền giúp cho các bạn thực tập sinh không bị vướng vào tội phạm và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã dịch nội dung tờ rơi đó sang tiếng Việt với mong muốn các bạn thực tập sinh kỹ năng Việt Nam đang thực tập tại Nhật Bản dành thời gian đọc tờ rơi, trang bị kiến thức cho mình để không bị vi phạm quy định tại đất nước mặt trời mọc. Theo tổ chức này thông báo, thời gian qua có nhiều trường hợp các thực tập sinh kỹ năng đã bị các tổ chức tội phạm do những người đồng hương của họ lập nên dùng các thông tin trên mạng xã hội và Internet để quảng cáo tuyển người, thông qua bạn bè của người quen để dụ dỗ hoặc bằng những lời đường mật gạ gẫm môi giới việc làm và rủ dê bỏ trốn lôi kéo vào nhiều loại hình tội phạm khác nhau. Nhiều hành vi phạm tội đã được cơ quan này nêu ra, trong đó có việc vi phạm luật quản lý xuất nhập cảnh về tư cách lưu trú khi bỏ trốn khỏi nơi thực tập để làm công việc khác hay vi phạm luật phòng chống rửa tiền hoặc luật phòng chống sử dụng trái phép điện thoại di động khi bán hoặc chuyển nhượng cho người khác điện thoại di động, thẻ rút tiền hoặc sổ gửi tiền ngân hàng, tài khoản ngân hàng trước khi về Việt Nam. Tờ rơi của phía Nhật Bản viết rằng bề ngoài thì những công việc nói trên có vẻ đơn giản với điều kiện hấp dẫn, mang lại khoản thù lao lớn ngay lập tức, nhưng thực tế tất cả hành vi đó đều có tội phạm. Đây là hình ảnh chụp màn hình bài viết về trường hợp của một cựu thực tập viên kỹ năng Việt Nam kể về lý do bạn ấy bỏ trốn khỏi nơi thực tập cũng như chuỗi ngày làm việc bất hợp pháp về kết cục đáng buồn tại Nhật Bản. Tổ chức Quản lý Thực tập Kỹ năng Người nước ngoài của Nhật Bản cảnh báo rằng tổ chức tội phạm đã rủ dê các bạn thực tập sinh bằng những lời lẽ khéo léo. Vì thế, có trường hợp khi bản thân người bị rủ dê không hề ý thức được hành vi của mình là phạm tội nên đã thực hiện hành vi đó. Thực tập sinh bị tổ chức tội phạm lợi dụng theo kiểu như vậy, coi là giúp sức cho hành vi phạm tội, sẽ bị cảnh sát bắt giữ với vị thế là người phạm tội. Nếu rơi vào tình cảnh như vậy thì bạn sẽ không thể thực hiện được mục đích tiếp thu kỹ năng và trở về an toàn trong vòng tay gia đình nơi quê nhà, mà sẽ trở thành đối tượng bị trục xuất trong điều kiện bất lợi. Trước đó hơn một tháng, vào ngày 10 tháng 7, cơ quan đại diện ngoại giao của Nhật Bản đã đăng bài viết với tựa đề Thực tập kỹ năng đừng để rơi vào hoàn cảnh khốn cùng, cho biết Việt Nam hiện nay đang giữ vị trí số 1 về số người cư trú trái phép và coi đây là một thực tế đáng buồn về người Việt Nam tại xứ sở mặt trời mọc. Bài viết vào ngày 10 tháng 7 cũng đã chia sẻ trường hợp của một cựu thực tập sinh kỹ năng người Việt kể về lý do bạn ấy bỏ trốn khỏi nơi thực tập, cuộc sống trong những ngày làm việc chui lủi và lời khuyên nếu tình huống xảy ra với bạn thì nên liên hệ với đâu để xin hỗ trợ. Theo đó, anh Hạnh, tức là tên nhân vật đã được thay đổi, sinh vào năm 90, quê ở miền Bắc Việt Nam và hồi tháng 3 năm 2018 đã sang Nhật để bắt đầu thực tập kỹ năng ở Okinawa trong ngành xây dựng. Ngay khi anh mới bắt đầu làm việc, đã lập tức xảy ra tình trạng bạo lực ở chỗ làm, dù đã trao đổi với đoàn thể quản lý, tức là nghiệp đoàn, nhưng tình hình không được giải quyết, nên anh đã bỏ trốn để thoát khỏi tình trạng bạo lực vào tháng 8 năm 2018 và đi làm bán thời gian ở nơi khác. Vào tháng 10 năm 2018, anh làm nhân viên bán thời gian tại một nhà máy ở tỉnh Aichi trong vòng một năm. Đến tháng 10 năm 2019, nhóm môi giới việc làm bất hợp pháp đã bị phát hiện. Anh Hạnh bị ngừng hợp đồng làm nhân viên bán thời gian. Do ảnh hưởng của đại dịch viêm phổi Vũ Hán, anh không còn việc để làm. Và tháng 4 năm 2020, anh đã ra đầu thú cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và chờ ngày về nước. Thông qua trường hợp của anh Hạnh kể trên, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cũng kêu gọi các bạn trẻ Việt Nam có dự định tới Nhật Bản để làm việc và thực tập kỹ năng, hãy tham khảo thông tin cần thiết trước nên mới có làm gì và không rơi vào hoàn cảnh khốn cùng như vậy.
Đây là hình ảnh vào ngày 20 tháng 7 năm 2020 tại Hà Nội, bà Ryoko tham tán Sứ quán Nhật Bản và ông Nguyễn Văn Ngự, vụ phó vụ luật pháp và điều ước quốc tế Bộ Ngoại giao Việt Nam, đã trao đổi công hàm thông báo về việc hai bên đã hoàn tất các thủ tục nội bộ cần thiết cho hiệp định giữa Nhật Bản và Việt Nam để về các chuyển giao người bị kết án phạt tù. Trang Kokoro, trang cung cấp thông tin cho người Việt chuẩn bị đi hoặc sống ở Nhật Bản, vốn là một dự án hợp tác giữa người Việt và cơ quan Nhật Bản, từng dẫn lời đại sứ Nhật ở Việt Nam Yamada nói rằng vẫn còn nhiều trường hợp người môi giới bất chính ở cả Nhật Bản và Việt Nam lợi dụng ước mơ hoài bão của các thế hệ trẻ khiến họ sang Nhật và bị vướng vào các hành vi phạm pháp. Và chính phủ hai nước đang hết sức nỗ lực cố gắng để loại trừ những người môi giới bất chính đó. Cũng trong tháng 7 vừa qua, hai bên đã tiến hành trao đổi văn kiện phê chuẩn Hiệp định giữa Nhật Bản và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về chuyển giao người bị kết án phạt tù. Hai bên đã hoàn tất các thủ tục nội bộ cần thiết để Hiệp định giữa Nhật Bản và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về chuyển giao người bị kết án phạt tù được ký vào ngày 1 tháng 7 năm 2019 sẽ có hiệu lực vào ngày 19 tháng 8 năm 2020 nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân của Việt Nam. Hiệp định ký giữa Nhật Bản và Việt Nam quy định các thủ tục để chuyển giao về nước người đang chấp hành án phạt tù ở nước kia nếu đáp ứng một số điều kiện nhất định. Hiệp định này vừa tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Nhật Bản và Việt Nam khi bị kết án phạt tù ở nước kia được chuyển giao để tiếp tục chấp hành phần hình phạt còn lại tại đất nước mình mang quốc tịch nhằm thúc đẩy công tác cải tạo và tái hòa nhập cộng đồng thành công sau khi chấp hành xong hình phạt. Đồng thời được kỳ vọng sẽ góp phần là phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực hình sự. Vào tháng 3 năm 2019, vụ việc khoảng 700 du học sinh nước ngoài, trong đó có du học sinh Việt Nam bỏ trốn hoặc không liên lạc được tại trường đại học Phúc lợi xã hội Tokyo cũng đã gây ra xôn xao dư luận khi đó. Đây là hình ảnh trường đại học Phúc lợi xã hội Tokyo ở Nhật Bản, nơi phát hiện 700 sinh viên nước ngoài bỏ trốn, mất tích, không liên lạc được từ hồi tháng 3 năm 2019. Hãng tin Kyodo dẫn lời thông tin từ trường cho biết, những sinh viên trên mất tích kể từ sau các lớp dự bị vào hồi tháng 4 năm 2018. Nguyên nhân chính được cho là du học sinh bỏ học để đi làm, kiếm thu nhập. Vấn đề là các em du học sinh chưa nắm được các quy định của pháp luật liên quan đến hành vi bỏ trốn. Cứ tưởng bỏ trốn là không ai có thể sờ gáy để phạt mình nữa. Nhưng thực tế là luật đã siết chặt trách nhiệm của họ. Khi bỏ trốn, du học sinh sẽ bị phạt một số tiền lớn khi về nước, tùy từng trường hợp cụ thể. Không chỉ du học sinh bị phạt, mà người bảo lãnh cho du học sinh cũng liên đới chịu trách nhiệm, như có thể là chính quyền địa phương, bố mẹ đẻ, anh chị hoặc người thân chẳng hạn. Và khi du học sinh quyết định bỏ trốn ra ngoài làm thêm, thường nghĩ đến viễn cảnh sẽ có thu nhập cao, tài chính ổn định, được tự do, thoát khỏi nỗi lo bị quản lý, gánh nặng học tập. Tuy nhiên, đó chỉ là một cái vô cùng nhỏ bé nhưng rất nguy hại, vì ẩn đằng sau nguy cơ các em mất cả tương lai và thậm chí làm liên lụy đến những người khác. Trước hết, khi quyết định bỏ học, trốn ra ngoài, du học sinh đã tự mình chọn con đường sống bất hợp pháp. Theo pháp luật của Nhật Bản, nếu một du học sinh bị trường báo lên cơ quan nhập cư là nghỉ học và bị cơ quan nhập cư Nhật Bản xác nhận đã nghỉ học 3 tháng, tư cách cư trú sẽ tự động mất hiệu lực, dù thời hạn thị thực vẫn còn và nếu bị bắt, du học sinh này sẽ bị trục xuất khỏi Nhật Bản. Một số em thì trốn ra ngoài để đi làm, gặp được chủ doanh nghiệp tốt, thấu hiểu được hoàn cảnh, được đối xử công bằng, song điều đó cũng khiến những người chủ này phải đứng trước nguy cơ trở thành đối tượng vi phạm luật pháp vì đã bao che cho người cư trú bất hợp pháp. Đã có một số chủ doanh nghiệp Nhật Bản bị bắt vì đã tuyển dụng lao động nước ngoài cư trú bất hợp pháp. Cũng có những em thiếu may mắn, bị rơi vào hoàn cảnh bị ngược đãi, bị quỵt tiền do chủ biết các em sẽ không dám trình báo cơ quan chức năng. Trước thực trạng một số tội phạm do người nước ngoài gây ra gia tăng, từ năm 2018, nhà chức trách Nhật Bản đã tăng cường các biện pháp truy quét người nước ngoài sống bất hợp pháp, trong đó có các du học sinh bỏ trốn. Đây là hình ảnh, ảnh chụp bài viết trên trang Facebook của Đại sứ quán Nhật Bản ở Việt Nam với thông điệp du học sinh, du học không phải là để đi làm. Cuối năm 2017, cảnh sát Aichi đã vây bắt 13 người Việt Nam, trong đó có cả du học sinh và tu nghiệp sinh, đã cư trú bất hợp pháp, trong đó có người ngắn nhất là 4 tháng và người sống lâu nhất là 2 năm 2 tháng. Ngày 30 tháng 8 năm 2018, báo Mainichi của Nhật Bản đã có bài tường thuật với vụ một du học sinh nữ người Việt 25 tuổi bị tòa án địa phương Nara phán quyết vi phạm luật xuất nhập cảnh vì đã cư trú bất hợp pháp, bị tuyên án tù 2 năm và hoãn thi hành án 3 năm, bị cưỡng chế về nước. Du học sinh này đến Nhật Bản vào tháng 1 năm 2015 với ước mơ thành điều dưỡng viên, học tại trường tiếng Nhật ở tỉnh Miyagi theo chương trình 2 năm.
Trước đó, gia đình đã phải vay số tiền tới 11.367 đô la để trả cho người môi giới. Khi đến Nhật Bản, du học sinh này vấp phải một thực trạng vô cùng khó khăn. Mặc dù không có nguyện vọng làm bán thời gian theo sự phân công của trường, song em vẫn bị điều đi làm việc tại một cơ sở điều dưỡng là chi nhánh của trường tiếng Nhật. Sau khi bị trừ các khoản tiền, trong đó có tiền ký túc xá, em chỉ nhận được có 20.000 yên một tháng, tức là tương đương có 182 đô la, một số tiền quá ít ỏi. Sống trong lo lắng, nguy cơ gia đình ở Việt Nam có thể mất nhà vì không có tiền trả nợ, em đã quyết định bỏ trốn khỏi trường để đi làm, nhưng đã bị bắt trong một lần truy quét người cư trú bất hợp pháp và bị trục xuất. Kết quả buồn là do quyết định sai lầm của em trong lúc quá lo lắng, bởi nếu suy nghĩ một cách thấu đáo, em hoàn toàn có thể nhờ tư vấn từ các tổ chức, các luật sư hỗ trợ du học sinh để tìm giải pháp. Cũng trên trang Facebook Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam có bài viết nhấn mạnh du học sinh không phải đi làm, đồng thời cảnh báo những người có nguyện vọng đi du học Nhật Bản hãy cảnh giác với những lời mời của các công ty tư vấn du học miễn phí, thường vẫn nhấn mạnh là có thể vừa đi làm vừa học, bởi thực tế khác nhiều so với những quảng cáo hấp dẫn nêu trên tại Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ ba ngày 1 tháng 9 năm 2020 với bản tin Việt Nam đoạt giải kỷ lục phạm tội tại Nhật Bản. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.